Hôm nay bánh kẹo ngập nhà, em muốn Kit Kat hay là Kit Anh? Đi xin đi. Em thì phải đi. Chắc lại thấy mình đẹp trai quá muốn xin yên tư đây mà. Anh ơi, anh cho em xin. Chắc lại muốn xin yên tư cái gì? Nào, đưa điện thoại đây. Không, em xin cái này cơ. Em xin nhá, nhưng mà anh ơi, còn bạn em kia. Giời ơi. Nhưng mà anh cho em trả hết đi. Hết đi, ôi, hết đi. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Bảy biển ly kỳ và thú vị về kẹo Kit Kat. Ăn bao nhiêu lâu chưa chắc bạn đã biết điều này. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đột nhập xưởng sản xuất Kit Kat. Chị làm về bí ẩn Kit Kat đi ạ, mãi ủng hộ chị. Thấy kẹo Kit Kat là nhớ tới tuổi thơ của mình, ngày xưa ăn kẹo đấy mê luôn. Ok, các bạn đã muốn thì mình cũng chiều luôn. Và ngay bây giờ, hãy cùng kính lúc vi vu sang Nhật Bản để xem cách họ đã làm ra món kẹo cực ngọt này như thế nào nha. Ui, mới bước vào cửa hàng nhà máy thôi mà đã ngửi thấy mùi sô-cô-la thơm lừng nức mũi phê như con tê rồi đây này. Đã thế dây chuyền sản xuất vô cùng hiện đại và chuyên nghiệp, khâu nào khâu nấy đã còn mắt thật chứ. Và như các bạn đã thấy, để làm ra món bánh này thì đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa vỏ bọc sô-cô-la với phần bánh xốp bên trong. Và trước tiên, để làm phần sốt sô-cô-la phủ bên ngoài bánh cũng là phần ngon nhất của chiếc bánh này thì cũng vô cùng công phu. Trước tiên, sô-cô-la sẽ được đưa vào nấu trong một chiếc nồi lớn và được hòa tan với sữa tươi và dầu thực vật. Kế đến là đến phần bánh xốp mới nướng sẽ được làm nguội trên băng chuyền, rồi phủ kem và xếp các lớp lại với nhau. Các lớp bánh sau đó sẽ được đưa đi làm lạnh, nhập thành một và đẩy qua băng chuyền, rồi cắt chúng thành những miếng bánh hình chữ nhật nhỏ xinh. Tiếp đến thì chúng sẽ được phủ đều sô-cô-la trên khắp thân bánh và được sàn đều, rồi tất cả sẽ được làm lạnh để kẹo được cứng lại. Và khi đã có những thanh kẹo hoàn chỉnh, thì cũng là lúc nó được đem tới khâu đóng giấy bạc, giấy đỏ và túi đựng. Cuối cùng chính là khâu tiến hành kiểm duyệt và đem đi phân phối tới người tiêu dùng. Úi cha, nhìn mấy cái bánh Kit Kat, hàng chuẩn xịn mới ra lò mà đã thấy nó ngon gì đâu, chứ ai lại như mấy cái bánh pha kẻ sau đây cơ chứ. Thứ hai, dùng mình trước hàng loạt những sản phẩm đạo nhái Kit Kat. Các bạn thân mến, nếu là fan cứng của Kính Lúc TV và đã từng xem video cảnh giác với 7 loại hàng giả hàng nhái cứ ra khỏi nhà là gặp, thì chắc chắn không còn lạ gì với những mặt hàng giả hàng nhái khiến các thương hiệu nổi tiếng phải khóc thét. Như là Choco Pie thì có ngay một phiên bản nhái là Choco Pie, Choco Pic, Choco Pali v.v. Rồi thì bánh Danisha siêu ngon thì cũng bị nhái thành Danisha, Danisha, Danisha v.v. Rồi thì kẹo Ampelibe lại được đạo nhái cực ảo với những cái tên như Annabella, Ampelibe, với những chữ cái được viết khác đi nhưng mà làm màu sắc vỏ kẹo thì giống y hệt để dễ dàng đánh lừa người tiêu dùng. Và Kit Kat của chúng ta cũng không ngoại lệ đâu. Các bạn có biết không, cứ mỗi giây thì có đến 650 thanh bánh Kit Kat được tiêu thụ trên toàn thế giới. Kit Kat đang có mặt tại 16 quốc gia và có lượng tiêu thụ cực lớn nhờ vào hương vị đặc biệt sáng tạo. Khi mới có mặt tại thị trường Việt Nam, Kit Kat đã gây sốt và không lâu sau đó thì xuất hiện những sản phẩm giả, nhái rất là tinh vi. Đầu tiên thì phải nói đến cái loại bánh pha kè mang tên Kit Kat, bao bì thì cũng ok là đấy, nhưng mà bóc ra thì đến phần nhân ối rồi ôi luôn, hóa ra tất cả chỉ là một cú lừa, treo đầu dê bán thịt chó. Một cái bánh mỏng dính đã vậy lại còn gãy vụn vụn nữa chứ, khác xa so với hàng real chính hãng. Mà đã nói đến hàng nhái thì không thể thiếu anh hàng xóm vui tính của chúng ta được rồi. Thế giới có Kit Kat thì Trung Quốc có Kicker. Còn đây là Kat Kot, người anh em họ hàng rất chi là xa của Kit Kat. Hay như có loại bánh Kit Kat của hãng có tên là Kia Bat, được in trên bao bì nhưng mà khi tìm thì chị Google cũng bó tay luôn. Không những vậy, còn xuất hiện cả loại bánh cracker dài thòng lòng này nữa cơ. Nhìn bên ngoài thì cũng màu mè ok la, mà bóc ra thì lạ quá các bạn ạ. Ngoài ra, chỉ cần một chút chỉnh sửa từ Kit Kat hô biến thành Kit Kat thôi là cũng đủ đánh lừa những người tiêu dùng không để ý rồi. Nguyên nhân để làm các sản phẩm giả nhái tràn lan trên thị trường cũng là vì khâu quản lý còn lỏng lẻo. Bên cạnh các siêu thị, trung tâm thương mại uy tín thì đa phần người dân mua sắm tại các cửa hàng, đại lý nhỏ lẻ. Chính những nơi này, sản phẩm giả rất dễ bị trà trộn vào.
Đấy đấy, khi mua hàng là phải đọc kỹ cũng như là lý trí tỉnh táo phân biệt. Ngoài mẫu mã chất lượng thua xa bản gốc thì cái giá nó cũng chỉ rẻ bằng nửa hàng xịn. Nên đã là ăn vào cái miệng, bạn hãy nhớ lựa chọn những đồ chuẩn mà mua. Đồng thời share ngay video này và đừng quên comment tẩy chay hàng giả để cảnh báo cho mọi người xung quanh cùng biết nha. Còn bây giờ thì hãy cùng Kính Lúc tìm hiểu xem những thanh sô-cô-la thơm ngon này có nguồn gốc như thế nào nào. Thứ ba, lịch sử của Kit Kat và sức mạnh phá đảo thị trường Nhật Bản. Các bạn thân mến, ăn Kit Kat đến mòn cả răng và cứ ngỡ như món kẹo này là của Nhật Bản. Nhưng có ai ngờ, Kit Kat lại được sáng tạo bởi Rome Tree tại York, Vương quốc Anh vào những năm 1935. Tuy nhiên, phải đến năm 1937 thì những loại bánh xốp phủ sô-cô-la này mới được đặt tên là Kit Kat khi được lấy cảm hứng từ một câu lạc bộ có tên là Kit Kat, khác nhau chỉ ở chữ C và chữ K. Đến năm 1988 thì được mua lại và sản xuất trên toàn thế giới bởi Nestle, công ty thực phẩm và giải khát lớn nhất trên thế giới. Thế nhưng, để Kit Kat có được vị trí mạnh mẽ như ngày hôm nay, có lẽ bắt đầu từ khi nó xuất hiện tại Nhật Bản và được người dân nơi đây đón nhận hết sức nồng nhiệt. Không nói, có khi nhiều người vẫn tin Kit Kat là hàng made in Japan cũng nên. Từ đầu thập niên 1990, xuất hiện đầu tiên ở đảo Hokkaido, tự phong cho mình là sản phẩm thay thế bánh gạo. Kit Kat đã xuất hiện khắp các cửa hàng lưu niệm để mọi người mua về làm quà và trở thành mặt hàng lưu niệm bán chạy nhất tại nơi đây. Dần dần thì những món quà lưu niệm này đã lan tràn các thị trường khác của Nhật Bản. Và nguyên nhân để đạt được thành công tại thị trường Nhật cũng chính là do Nestle đã biết cách khéo cài cắm niềm tự hào dân tộc với sản phẩm của họ khi bày bán Kit Kat mang hương vị đặc trưng của Nhật Bản. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Kit Kat cực kỳ may mắn khi phát triển tại Nhật vì theo cách phát âm của người dân, Kit Kat sẽ được đọc thành Kitokashu, đồng âm với từ chắc chắn thành công. Và đó chính là lý do vào năm 2009, Nestle đã thành lập Kit Kat Mall và kết hợp với bưu chính viễn thông để gửi những chiếc bánh kèm vòng may mắn đến 600.000 sĩ tử tham gia kỳ thi tuyển chọn đại học đầy cam go với những lời chúc thành công cho các học sinh sinh viên trước kỳ thi tới. Như vậy, chính vì chiến lược marketing cực đỉnh ấy đã khiến cho món bánh này không chỉ đứng vững mà còn phát triển lớn mạnh bất ngờ ở thị trường Nhật Bản. Tuy vậy, đằng sau những thành công, Kit Kat cũng đã từng vướng phải những scandal khiến họ phải lao đao một trận luôn đấy. Thứ tư, tai tiếng kinh hoàng mà Kit Kat không bao giờ muốn bạn biết. Các bạn thân mến, trước giờ cứ tưởng rằng Nestle và những thành Kit Kat của mình luôn sống bình yên và say no với drama. Nhưng có ai ngờ rằng vào ngày 17 tháng 3 năm 2010, tổ chức Hòa Bình Xanh Greenpeace đã phát động chiến dịch tấn công nhãn hiệu Kit Kat của Nestle trên mạng xã hội. Hành động ấy như một cú sốc táng thẳng vào Kit Kat vậy. Một video được tung lên YouTube nhại lại slogan quảng cáo của Kit Kat đó là giải lao rồi, ăn Kit Kat thôi, và chiếu những cảnh tượng vô cùng kinh khủng khiếp hoảng hốt. Trong đó chính là hình ảnh chiếc bánh Kit Kat đang tàn phá khu rừng từ cây cối cho đến động vật để sản xuất dầu cọ một cách không bền vững. Mà dầu cọ này lại được sử dụng trong các sản phẩm của Nestle, bao gồm cả kẹo sô-cô-la Kit Kat. Không chỉ dừng lại ở đó, một video khác đã nói về nhân viên văn phòng đang chán nản để lấy lại năng lượng. Khi anh ta hứng khởi bóc chiếc bánh Kit Kat và cắn một miếng, hóa ra đó là ngón tay của con đười ươi, một trong những loài động vật bị đe dọa bởi nạn tàn phá rừng để trồng dầu cọ. Eo ôi, nhìn mà ám ảnh thật sự luôn các bạn ơi. Và đương nhiên rồi, sao có thể ngồi im chịu trận được? Nestle ngay lập tức đã phản ứng lại video đó và cho rằng Greenpeace đã vi phạm bản quyền của mình khi sử dụng hình ảnh Kit Kat. Nhưng đây chỉ là một động thái đổ thêm dầu vào lửa. Không những video không bị xóa đi mà còn xuất hiện thêm logo biến chữ Kit Kat trở thành chữ Killer, có nghĩa là kẻ sát nhân, và nổi lên cả những cuộc biểu tình nữa cơ. Ngay lập tức, Nestle đã phải dừng mua dầu cọ và ngồi xuống họp với Greenpeace nếu không muốn bị tẩn sấp mặt khỏi làm ăn gì hết. Sau đó, để giải quyết vấn đề lâu dài, Nestle đã phải tìm một nguồn cung ứng dầu cọ đáng tin cậy và cũng như mang tính môi trường bền vững. Và Forest Juice chính là cái tên được lựa chọn. Thêm vào đó thì họ cũng xây dựng lại chiến lược phát triển, xây dựng một đội ngũ truyền thông vững mạnh. Và đặc biệt là họ cũng nhận ra, thay vì cố giải thích với truyền thông, hãy tự thay đổi chính mình và để khách hàng thấy những điểm tốt đẹp của bạn. Đồng thời, luôn chú trọng vào vấn đề bảo vệ môi trường, tránh để gây ra những tranh cãi không đáng có. Và vượt qua tất cả những drama tai tiếng, Kit Kat đã trở lại, lợi hại hơn xưa, cũng như là tung ra vô vàn những hương vị siêu độc lạ mà fan cứng chưa chắc đã thử hết đâu. Thứ 5, ngỡ ngàng trước những vị Kit Kat vô cùng độc lạ.
ăn KitKat bấy lâu nay, nhưng các bạn có biết rằng KitKat ở Nhật Bản có đến tới hơn 300 vị khác nhau hay không? Và còn có những vị vô cùng là độc lạ mà chỉ có thể tìm thấy tại đây mà thôi. Đầu tiên thì phải kể tới KitKat ớt này, nghe cái tên là hiểu luôn. Những thanh sô-cô-la kết hợp với ớt sẽ thổi bùng vị giác của bạn luôn. Thấy mấy người ăn thử chia sẻ là ăn hợp lắm, chứ mình thì chưa thử nên cũng chịu nha. Nồng nàn không kém thì chính là KitKat Wasabi, còn hiểu đơn giản đó là KitKat mù tạt đó. Eo ôi, không hiểu vị nó sẽ ra sao với sự kết hợp này nhở. Ngoài ra tại đây cũng có vô vàn những vị cực kỳ độc đáo và hấp dẫn như KitKat dâu, KitKat chanh leo, mận, khoai tây nướng, KitKat soda gừng, thậm chí có cả KitKat giấm táo. Còn nếu như bạn là tín đồ của trà sữa thì đã có ngay KitKat trà sữa, ngon cứ phải gọi là vô đối luôn. Rồi thì còn thêm cả KitKat trà xanh nữa thì cả ngày tươi mát. Và đó là những vị KitKat độc lạ nhất. Thế còn đâu là những kiểu KitKat cùng với cách ăn có 102 mà đảm bảo fan cứng chưa chắc đã biết điều này. Thứ 6, KitKat và những phiên bản siêu độc lạ. Như đã nói ở trên, sau tất cả các vị kỳ lạ khó tin thì mới đây nhất, vẫn với những nguyên liệu quen thuộc đó là chocolate kết hợp với bánh xốp, xứ hoa anh đào đã cho ra thực đơn mới nhất của mình, KitKat Sushi. Có 3 hương vị khá gần gũi với xứ hoa anh đào, đó là cá ngừ, trứng chiên và nhím biển. Nhưng mà kiểu ăn nó lạ lắm nha. Tất nhiên là không phải KitKat cuốn với thịt sống hay là cơm như mọi người vẫn nghĩ, mà chúng sẽ được đặt trên bánh gạo rang phồng giả cơm. Cùng với đó là được cuốn với rong biển như thể sushi thực thụ. Tuy được trang trí màu mè như vậy, nhưng đến khi ăn vào thì thực khách mới biết, thực ra nó vẫn chỉ là bánh xốp và sô-cô-la như những hương vị đồ ngọt mà thôi. Mà các bạn tưởng thế là đã hết à? Tín đồ của đồ nướng thì nhất định là phải thử ngay KitKat nướng siêu đặc biệt. Tất nhiên không phải đem KitKat bình thường ra nướng, mà nó được sản xuất ra một loại đặc biệt mà để nướng rồi mới ăn. Đầu tiên đó là tháo bỏ bao gói và đặt các thanh KitKat lên khay nướng có lót giấy bạc. Nên đông lạnh chúng trước khi nướng để KitKat giữ nguyên hình dáng ban đầu sau khi nướng. Đến khi KitKat chuyển sang màu nâu vàng là có thể ăn được rồi. Ui, nhìn cứ ngỡ như là miếng thịt nướng luôn ý. Chưa dừng lại ở đó, các bạn cũng phải trầm trồ kinh ngạc trước bánh KitKat rát vàng 24K lấp lánh được bán tại cửa hàng KitKat Chocolatory. Mỗi thanh KitKat vàng lấp lánh này có trọng lượng 2,3 lạng và số lượng chỉ có hạn 500 chiếc với cái giá khoảng 370.000 đồng. Ui, nhìn đẹp thế này không biết vị nó ra sao nhớ. Còn nếu như các bạn cảm thấy ăn mấy cái thanh KitKat bé tí chả bỏ dính mồm thì hãy biến những KitKat nhỏ xinh thành những chiếc siêu to khổng lồ như thế này. Đã có rất nhiều các bạn trẻ tự tay chế lại thành những chiếc kẹo KitKat như thế này. Ăn xong đảm bảo có mà tăng cân vù vù luôn. Và các bạn ấn tượng nhất với phiên bản KitKat siêu độc lạ nào kể trên, nhớ comment lựa chọn dưới phần bình luận phía bên dưới nha. Mà các bạn biết không, ngoài là một món kẹo thơm ngon, được lựa chọn như là một món quà dành cho các sĩ tử trước kỳ thi đến, KitKat còn là biểu trưng cho tình yêu ngọt ngào đầy lãng mạn nữa cơ. Cùng khám phá ý nghĩa bất ngờ của nó nhé. Thứ 7, KitKat biểu tượng của tình yêu. Đấy đấy, các bạn thấy không, chả cần quà cáp cao sang, một gói KitKat là cũng đủ làm crush vui cả ngày. Không chỉ là một món ăn nổi tiếng trong văn hóa Nhật Bản, KitKat còn là biểu tượng văn hóa mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là về tình yêu. Khi tặng kẹo KitKat cho một số người thì đồng nghĩa với việc đó là lời tỏ tình với đối phương. Trên vỏ kẹo KitKat tại Nhật Bản có ghi dòng chữ Daisuki thì dịch ra có nghĩa là yêu thích. Mà tính ra tặng bánh này còn rẻ hơn nhiều so với tặng son hay là hoa hòe, sô-cô-la các thứ luôn. Thay vào đó, hãy biến những que KitKat thành luôn một bó hoa KitKat đỏ rực như thế này thì ai mà không đổ đứ đứ cho được. Không thì cũng có cái hộp trái tim phiên bản KitKat như thế này thì được tặng thích phải biết luôn. Quả là một lựa chọn quá là perfect phải không anh em? Và cuối cùng là một chuyên mục được rất nhiều các bạn trẻ mong đợi lắm đây. Thứ 8, hỏi hay, trả lời ngay. Anh ở đầu video đẹp trai thế chị ơi, cho em xin Facebook với, nhìn anh ấy có vẻ mệt mỏi ghê, mắt thâm quầng quá, thương ghê. Ý em đang hỏi về anh Lâm content của Kính Lúc TV phải không? Bật mí với mọi người, đây là thành viên vừa mới gia nhập team Kính Lúc TV. Hiện tại thì vợ chửa con chưa, nhưng mà có người yêu rồi nhá. Rất tiếc cho bạn Yến Nguyễn Thị. Bạn Nhím Mập Review có comment, có ai sắp chuyển qua bãi rác khởi nghiệp chưa? Nhím đang cực kỳ suy ngẫm về vấn đề hệ trọng này đây. Chắc hẳn là xem xong video, thấy bãi rác, nhiều người nhặt được nhiều vật phẩm quý nên thấy ham hố chứ gì. Thôi thôi, mình xin nhá. Kính Lúc TV làm video về chương trình gặp nhau cuối tuần được không ạ? Em muốn lên TV lắm, em muốn tên em được chị đọc một lần ạ. Yêu chị. Ok bạn Việt Anh Đào nhá. Với cái mong muốn đầy cháy bỏng và tha thiết thế này thì đương nhiên là chị Kính Lúc TV sẽ trả lời rồi.
các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá rất nhiều những bí ẩn ly kỳ, thú vị và không kém phần bất ngờ liên quan đến kẹo KitKat, một trong những món kẹo nổi tiếng bậc nhất trên thế giới. Các bạn cảm thấy bất ngờ và ấn tượng nhất với sự thật nào kể trên? Hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video, đừng quên dành tặng cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.